chạy xe ôm mà tự nhiên kêu sùm. Ủa chết cha, mình chạy xe ôm mà ta? Có xe ôm cô ơi. Xe ôm đây, đi đâu? À, về ngã ba cầu. Ngã ba cầu hả? Ừ. Có liền. Mà giá bao nhiêu vậy anh? 100.000. 100.000 hả? Sao mắc quá vậy? 50.000 thôi. Trời đất ơi, cái gì mà 50 không biết nữa. Từ đây tới ngã ba cầu là 100.000. 50 là chỉ chạy tới ranh thôi. Sao? Mà ranh cũng gần ngã ba cầu mà. Thì đúng rồi, tới ranh là 50. Còn tới ngã ba cầu thì 100.000. Đi không mà cứ lèm bèm hoài không biết nữa. Sao, có đi không? Đi luôn. Ủa, sao nhanh vậy? Trời ơi, đây. Tên. Xe ôm công nghệ Miệt Dương. Lên xe, đi nào. Đi thôi. Đi đâu? Đi ngã ba cầu. Đây mà. Hả? Tuấn, quay xe. Ủa, có ai nữa đâu? Có mình tôi với ông mà. Ai nữa? Thảo Ân. Đây, xin trân trọng giới thiệu Tuấn xe ôm. Đợi chút, Tuấn quay xe luôn. Lên xe. Xong, ngã ba cầu. Ủa, sao chạy gì mà nhanh dữ vậy? Quay MV mà, phải nhanh chứ, là có ai đâu mà coi, đúng không? Thôi cảm ơn anh nha, tôi đi về à. Cô đứng lại đó. Cô đi đâu vậy? Cái gì nữa? Thì ông đưa tôi tới nơi, thì tôi đi về nhà tôi thôi. À, cảm ơn anh nhiều ha. Tôi đi à. Cô đứng lại đó. Cái gì nữa? Cô có quên cái gì không? Tôi có quên gì đâu. Vali, túi, dụ. Đủ rồi mà. Cảm ơn nhiều nghe, tôi đi. Cô đứng lại đó. Cái gì nữa? Sao anh cứ cản tôi hoài vậy? Tôi đã nói là anh đưa tôi tới đây thôi. Tôi tự đi về. Cảm ơn nhiều nghe. Nhưng mà tôi chở cô tới đây. Rồi tiền xe tôi đâu? Tôi quên. Đợi xíu. Ủa mà nhiêu vậy? 100.000. Trời, rẻ. Rẻ thì mất tiền ra đưa đi. Trời đất ơi, quên sao mà quên khôn quá vậy? Ủa, anh biết tôi là dân thành phố đúng không? Thì đúng rồi, trời đất ơi. Tôi vừa bận đồ nè, thấy không, màu mè. Thiệt là dưới quê không có ai bận đồ nổi màu mè như bà đâu. Bà Sài Gòn về. Mà ở Sài Gòn về ta nói tiền nhiều lắm. Bỏ thêm đúng không? Bỏ đi thoải mái. Tôi không có tiền. Cái gì? Không có tiền? Rồi không có tiền đi sao ôm? Tôi không biết đâu á. Giờ không có tiền tôi không cho cô về đâu á. Cô ngồi ở đây với tôi. Giờ cô nghĩ sao vậy? Xe tôi á chạy bằng xăng chứ không phải chạy bằng nước đâu. Hồi sáng giờ chở cô đi nè, đổ mồ hôi nè, sôi nước mắt hết trơn á. Giờ tôi không biết đâu. Tôi giữ cô ở đây nè. Tôi không cho cô đi á. Khi nào có tiền tôi mới cho cô đi á. Tôi không biết. Tôi không có tiền mà tôi có vàng được không? Không được. Tôi á là người sống có nguyên tắc. Tôi đã nói lấy 100.000 là lấy đúng 100.000. Tôi không có lấy vàng đâu. Tôi là tôi chỉ có vàng chứ tôi không có tiền mặt ở đây. Anh có lấy không? Phá lại lần này thôi đó. Thôi á, tôi cảm ơn nghe. Tôi trả tiền rồi đó, đừng mà đòi tôi nữa. Cô đứng lại đó. Cô đi đâu? Cái gì nữa? Thì tôi trả tiền cho anh rồi. Bây giờ anh cũng đã chở tôi tới đây rồi. Tôi thành thật cảm ơn anh. Cô đứng lại đó. Đi đâu? Thôi, anh đừng có quay xe giùm tôi nữa. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Tôi đi. Đâu được. Đứng yên.
Ai... Đủ vàng. À, mệt quá. Ông đứng lại đó. Hai người muốn gì? Muốn lấy vàng chứ gì? Vàng gì mà lấy? Thì hồi nãy cô Út đưa vàng đó. Cái đó là tôi chở sơm cho bà trả công cho tôi. Mắc mớ gì hai người lấy? Giờ có đưa không? Bây giờ tôi không đưa đó làm gì tôi? Không đưa hả? Ừ. Không đưa hả? À... Không đưa, không đưa, không đưa nè này, không đưa nè. Cùng lấy được rồi. Trời ơi.